đây là buổi gặp gỡ và trao đổi công việc giữa cán bộ trạm y tế phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát với đại diện ban điều hành khu phố và khối đoàn thể của khu phố 8 diễn ra ngay tại văn phòng khu phố. Hầu hết những cô chú đại diện cho các đoàn thể và ban điều hành khu phố đều có tuổi. Họ là dân địa phương nên nắm rất rõ địa bàn dân cư và hoàn cảnh kinh tế của mọi gia đình trong khu phố. Do vậy, khi trạm y tế đề nghị gặp gỡ đại diện khu phố để trao đổi về kế hoạch truyền thông, tư vấn chính sách dân số tại các gia đình có người trong độ tuổi sinh đẻ, đều nhận được sự đồng ý và hỗ trợ nhiệt tình. Nhờ vậy mà cán bộ y tế, cộng tác viên dân số nắm bắt được giờ giấc sinh hoạt, điều kiện sống của các hộ dân trong độ tuổi sinh đẻ để tiếp cận truyền thông. Chị Trương Thị Thùy Linh ở khu phố 8 đang trong thời gian nghỉ hậu sản và nuôi con nhỏ. Hôm nay đoàn công tác gồm ban điều hành khu phố cùng các cán bộ cộng tác viên dân số đến thăm gia đình chị Linh để tìm hiểu về kế hoạch sinh con cũng như hướng dẫn chị làm khai sinh, đưa con đi tiêm vaccine đúng thời điểm như khuyến cáo của Bộ Y tế đối với trẻ dưới 1 tuổi. Cộng tác viên chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình cũng tư vấn cho chị những biện pháp tránh thai trong giai đoạn nuôi con nhỏ, giảm khoảng cách sinh giữa hai lần để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ. Những buổi gặp gỡ thân mật như thế này được người nhà và chị Linh hoan nghênh, bởi qua đó chị có thêm kiến thức dành cho các bà mẹ trẻ lần đầu sinh con và nuôi con nhỏ. Dạ, có thể cho biết là năm nay thì chị được bao nhiêu tuổi và hiện nay công việc của hai vợ chồng mình là gì ạ? Dạ, năm nay thì em cũng 35 tuổi rồi. Công việc hai vợ chồng em là cũng làm công ty đó chị. Bé này là bé đầu của mình và chị có sự chuẩn bị trong vấn đề tìm hiểu các kiến thức về mang thai cũng như là sinh con và chăm sóc con ở những cái tuổi đầu của bé như thế nào? Dạ, thì em cũng nói chung cũng lớn tuổi rồi thì cũng có xem, có tìm hiểu là cũng ăn uống đầy đủ chất rồi này kia, rồi tiêm ngừa cho bé, đến tháng thì cũng tiêm ngừa, rồi cho ăn dặm các thứ thì cũng có tìm hiểu rồi. Độ tuổi mình thì cũng khá là lớn rồi bắt đầu mới sinh con, thì thật ra là chị có đang có kế hoạch là sinh liền bé thứ hai hay không, cũng như là các cái cô cộng tác viên y tế, cộng tác viên dân số ở khu ấp á, thì họ có đến gia đình cũng như là tư vấn cho mình về các biện pháp tránh thai trong cái giai đoạn nuôi con nhỏ không ạ? Dạ có, các cô thì cũng có tới tư vấn, tại vì mình cũng mới sinh con đầu á, các cô cũng hỗ trợ tư vấn để kế hoạch để có để sinh con thứ hai cho nó đúng theo yêu cầu, đúng theo độ tuổi rồi. Nhưng mà thật ra thì chị có muốn con sinh con liền bé thứ hai không, hay là mình muốn kế hoạch một thời gian sau mình mới sinh tiếp? Thì cũng muốn sinh liền, nhưng mà để bé cũng các cô cũng nói là để trồng trọng tí rồi mình sanh thêm à. Không phải chỉ có dân thường trú mà tất cả những đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ đến địa phương tạm trú để làm việc cũng được các thành viên trong đoàn công tác tiếp cận, trao đổi, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, hướng dẫn áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình đúng cách, hiệu quả. Những buổi truyền thông được tổ chức ngay tại hộ gia đình, nơi kinh doanh dịch vụ sẽ tạo điều kiện cho mọi người được gần gũi và thân thiết hơn. Việc chia sẻ nắm bắt tình hình kinh tế của mỗi gia đình, ghi nhận nguyện vọng của từng đối tượng đem đến sự cảm thông. Thông qua những buổi tiếp cận đối tượng, những kiến thức về chăm sóc thai sản, chăm sóc phụ nữ và trẻ em được truyền tải, được người dân hết sức quan tâm. Em mang thai bé này là bé đầu hay là bé thứ hai? Và vợ chồng thì có muốn nhà gia đình nhiều con không? Mà bé có sự chuẩn bị như thế nào cho cái thành viên mới này? Dạ, em bé này là bé thứ hai. Vợ chồng em thì cũng xác định là chắc là hai bé thôi, đủ chỉ tiêu các chị vẫn nói. Thì cũng có nghĩa là mình đã xác định rồi thì mình đã có sự chuẩn bị cho bé thứ hai rồi. Mà em cũng không muốn là ý là nó cách xa nhau quá, là mình xác định chắc bé chừng 3-4 tuổi là mình sinh bé thứ hai. Và mình có nghĩa là bé thứ hai là có trong dự định hết rồi. Thật ra hiện nay nhiều gia đình á, họ khi mà điều kiện kinh tế họ đảm bảo á, thì họ vẫn muốn sinh nhiều con. Nhưng mà bản thân gia đình mình thì hai vợ chồng có bàn bạc nhau về vấn đề sinh bao nhiêu là đủ và sinh như thế nào là hợp lý theo cái kế hoạch của hai vợ chồng không? Dạ thì vợ chồng em thì cũng nói chuyện với nhau về vấn đề là sinh bé bao nhiêu bé, thì nói chung là hai vợ chồng cùng cái quan điểm là mình sinh chắc dừng lại hai bé để còn sau này còn lo cho tương lai cho bé cho tốt á. Mình thì nói chung là điều kiện thì cũng bình thường, mà mình mà sinh nhiều quá nhiều khi mình không lo được cho con thì cũng không được. Dạ riêng ở Chánh Hòa thì
những cái khu ấp á, như khu ấp mình thì có thường xuyên đưa những cái thông tin về dân số, về chăm sóc thai sản, về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tuyên truyền thường kỳ ở các cái kỳ họp mà khu phố không ạ cô? Có, khu phố mình cũng thường xuyên họp dân, nhất là thành lập được câu lạc bộ nhà trọ. Thì những cái nội dung mà những kế hoạch của phường gửi về thì họp rồi tuyên truyền cho người dân, cũng như là về vệ sinh môi trường, về kế hoạch sinh sản rồi an ninh trật tự, thì mình cũng mời có cái câu lạc bộ nhà trọ, mình mời các chủ nhà trọ về, có khi có cái người trọ người ta đến nữa, có những thắc mắc thì người ta cũng có đến. Khi mà trên trạm y tế có đưa những cái tờ bướm, tờ rơi để hướng dẫn về vấn đề bà mẹ chăm sóc thai nhi trong bụng, rồi bé ở ngoài nữa, thì dân số báo là bên lãnh đạo khu phố cũng dân họp thì cũng triển khai để cho người dân mà dân mình thường trú cũng như là tạm trú người ta hiểu biết về vấn đề chăm sóc trẻ tốt, rồi các cái nội dung khác thì người ta cũng được nắm bắt. Phường Chánh Phú Hòa có 9 khu phố với hơn 21.000 dân, trong đó phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có hơn 6.600 người. Thời gian qua, Trạm Y tế Phường Chánh Phú Hòa thường xuyên tham mưu với chính quyền, triển khai các chương trình chăm sóc y tế, tư vấn truyền thông về các chính sách y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, đến gần hơn với người dân. Toàn phường có hơn 20 cộng tác viên dân số phân bố hợp lý ở 9 khu phố để ghi nhận sự tăng giảm dân cư, tiếp cận tư vấn truyền thông chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng dân cư. Không chỉ quan tâm đến phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, mà theo chủ trương nâng cao chất lượng dân số của cả nước, thì những người lớn tuổi, người tàn tật, trẻ em cũng được chăm sóc tận tình. Hiện nay ở khu vực đô thị, người trẻ không muốn sinh nhiều con bởi áp lực kinh tế. Do vậy, hoạt động truyền thông cũng phải thay đổi, từ việc vận động sinh theo kế hoạch, giờ chuyển sang sinh đúng, sinh đủ, nhằm đảm bảo mức sinh thay thế, tạo ra lực lượng lao động kế thừa cho tương lai. Dạ, có thể cho biết là hiện nay thì gia đình mình thì sinh được mấy cháu rồi, và hiện nay lớn chưa ạ? Và chị, thật ra ban đầu mình có suy nghĩ là mình sẽ sinh đúng, sinh đủ theo cái yêu cầu của y tế hay không? Dạ, hiện tại gia đình em thì đã hai đứa rồi. Ban đầu em dự định là sinh một đứa, nhưng mà đến khi mấy chị tư vấn á, thì nói là ít quá thôi, khuyên sanh thêm một đứa nữa. Sau này kinh tế em ổn định thì em cảm thấy là đúng, cho nên em sanh thêm một đứa nữa, là hiện tại gia đình em hai bé. Dạ. Thật ra nhiều người họ nghĩ là quan trọng là sinh ít con thôi, nhưng mà mình quan tâm chăm sóc đầy đủ cho con thì mới là quan trọng. Thì chị cũng nghĩ như thế nào về quan niệm này? Dạ, em nghĩ cũng đúng, tại vì hồi xưa ba mẹ em sanh đông con nên là cảm thấy gia đình rất là thiếu thốn. Nên từ kinh nghiệm đó em cảm thấy là khi mà kinh tế mình ổn định thì mình nên sinh đủ hai con là dần là được. Dạ. Mình quan tâm như thế nào về vấn đề dinh dưỡng, vấn đề chăm sóc nuôi dạy con tại gia đình? Dạ, em nghĩ nếu mà kinh tế ổn định thì nên chăm sóc theo điều kiện của con cho tốt là tốt nhất. Khi mà bé nó có thể phát triển chiều cao đúng theo cái tiêu chuẩn của quốc tế thì em nghĩ là như vậy. Còn học hành thì theo điều kiện gia đình. Nếu kinh tế mình ổn định thì mình cho nên học con lên trường tốt hơn. Còn không đủ ổn định thì cứ cho học trường gần nhà. Tốt nhất là sanh hai con và đủ điều kiện là được. Đừng để các bé chịu thiệt thòi do số các bạn. Là cộng tác viên dân số rất là nhiều năm ở Chánh Phú Hòa, ở các khu ấp, thì chị thấy tùy vào giai đoạn, hiện nay thì vấn đề chúng ta truyền thông dân số nó có khác so với trước đây không? Có khác chứ. Tại vì bây giờ là muốn mà tuyên truyền vận động dân số về dân số thì bây giờ những người mà họ sinh con bên tiền sử hôn nhân thì sinh con thì rất là họ ít, sinh ít con lắm. Họ không có muốn kinh tế khó khăn nên họ không hạn chế sinh con thứ hai nhiều. Họ cứ muốn sinh con thứ nhất, nhưng mà mình thì phải tuyên truyền vận động sao mà để cho họ nghe, họ hiểu được, để họ sanh đủ, sanh đúng lúc thì mình mới được cái nhiệm vụ của mình là mình làm được. Với những cái hộ dân đặc biệt là ở khu phố mình thì em thấy phát triển nhà trọ rất là nhiều, thì làm sao mình có thể tiếp cận được với những đối tượng này để mình truyền thông? Thì cũng nếu mà những người mà mình tiếp cận không được, khó quá, thì mình cũng phải nhờ bên các ban ngành đoàn thể phối hợp với mình, chứ nhờ bên trưởng ban điều hành khu phố họ quan tâm, họ cũng ấy phối hợp với mình, họ cũng hỗ trợ cho mình được hoàn thành. Theo đại diện Trạm Y tế phường Chánh Phú Hòa, trong năm 2023 này, đơn vị cố gắng bám sát các chỉ tiêu theo kế hoạch trên giao. Trong đó, duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức từ 103 đến 107 bé trai trên 100 bé gái.
Bằng nhiều cách tuyên truyền nâng cao ý thức nhằm đưa tỷ lệ người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại tăng lên hơn 7.000 người. Trạm cũng sẽ tăng cường tư vấn tiền hôn nhân để giúp các cặp đôi trước khi tiến tới hôn nhân nhận thức được tầm quan trọng của việc tầm soát sức khỏe, tư vấn trước hôn nhân, cũng như chuẩn bị cho bản thân những kiến thức quan trọng trước khi làm vợ, làm chồng và sinh con. Phường Chánh Phú Hòa xây dựng kế hoạch giảm tỷ lệ vị thành niên, phụ nữ mang thai ngoài ý muốn xuống mức thấp, tăng tỷ lệ bà mẹ mang thai được thăm khám, tầm soát, sàng lọc trước sinh lên hơn 56%, tỷ lệ trẻ sinh ra được khám sàng lọc đạt 70%. Tất cả những nỗ lực của địa phương nhằm nâng cao ý thức cho người dân về chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, nhất là các bà mẹ và trẻ em. Có như vậy mới góp phần cùng cả nước thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng dân số một cách bền vững.